Chiều 28 tháng 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương cùng Công an thành phố Thuận An và một số đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong tỏa khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, cổng rào của trung tâm đã đóng kín. Bên ngoài có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ bảo vệ điều tiết giao thông. Lực lượng này không cho bất kỳ phương tiện nào đứng trước cửa trung tâm. Bên trong, lực lượng cảnh sát cơ động và cơ quan điều tra đang làm việc. Cơ quan điều tra đang khám xét, thu thập hồ sơ và một số trang thiết bị. Được biết, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới này thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Chi Nam.